Trong video này thì mình sẽ tìm hiểu cái vấn đề đó là làm sao để lấy dữ liệu được ra từ một cái form hoặc là một cái ô input ha. Mình sẽ lưu lại cái bài này vào trong một cái file. File counter đi, mình sẽ lưu đây luôn đi. Đây là counter này, bộ đếm này. Cất số code ở đây ha. Rồi, trong app.js thì mình sẽ sửa lại cái template như sau. Xóa luôn tất cả cái hàm này. Giả sử như sau này nè, mình có một danh sách category chẳng hạn. Đó, đây là một cái mảng. Ví dụ như mình ghi là phim hành động đi. Rồi, thì cái phim hành động này mình muốn là có một cái form để người ta nhập liệu, nhập thêm những cái category, nhập thêm những danh mục mới vào trong đây. Nhập thêm những danh mục mới vào trong đây. Ví dụ mình có một cái ULLI ở chỗ này. ULLI để hiển thị ra được cái danh sách nội dung vào trong cái ULLI này ha. Thì phần đó mình sẽ hiển thị ra sau. Tạm thời mình sẽ tạo ra một cái form ở phía dưới này. Form. Và có một cái ô input. Input này có cái type là text. Có type là text. Type bằng text này. Rồi placeholder bằng nhập danh mục mới này. Nó đây, đây là một cái ô input của mình. Ngoài ra mình có thêm một cái nút nhấn nữa là button. Button này có nghĩa là xác nhận. Rồi. Vậy thì nhiệm vụ của mình bây giờ là mỗi lần mà mình thêm một cái danh mục mới thì cái danh mục đó nó phải hiển thị ở đây. Ha, cái danh mục đó nó phải hiển thị ở đây. Hay nói cách khác là khi mình nhấn vào nút button nó sẽ có một cái hàm để xử lý và mình phải lấy được cái dữ liệu này ra. Cái dữ liệu này khi mình lấy ra mình phải thêm vào trong cái mảng mới của mình đúng không? Mình phải push thêm phần tử vào. Push thêm phần tử vào. Đó. Vậy thì đối với một cái form nó sẽ có cái hàm là hàm nó sẽ có cái sự kiện là on submit đúng không? Ví dụ mọi người có thể lên search này. On submit form. JavaScript này. Đây. Một cái form thì nó sẽ có một cái sự kiện là sự kiện on submit. Trong đây mình cũng truyền vào một cái function. Thì đây là JavaScript thuần ha. Còn trong JS thì mình sẽ khai báo như sau. Ở đây là on submit. Tương tự thôi, giống như y chang như click ha, mình cũng sẽ có cái sự kiện để handle xử lý cái vấn đề submit form. Đó. Rồi, ngay chỗ này mình sẽ có một cái hàm. Một cái hàm ở đây. Cái hàm này đồng thời nó cũng nhận vào biến event nha. Cái hàm này cũng nhận vào biến event. Bây giờ mình sẽ thử này, console.log cái biến e này. À, nhớ cái input này mình phải đặt tên nha. Mình phải đặt tên. Name bằng category. Đó, đặt tên cho cô input đó là name bằng category. Rồi, lên lại. Bây giờ mình sẽ thử nhập một cái nội dung mới vào đây đi, ví dụ như là phim hình sự chẳng hạn. Xác nhận. Rồi, thì khi mình nhấn nút xác nhận thì bạn thấy là nó sẽ tự động hiểu là cái form mình được khai báo theo cái phương thức là get, cho nên nó sẽ nhảy sang một cái trang mới và nó load lại trang của mình. Bây giờ mình không muốn nó load lại trang thì mình sẽ sử dụng một cái kiến thức của JavaScript, đó chính là cái prevent default. Cái này các bạn phải biết trước rồi ha. Prevent default là một kiến thức cơ bản của JavaScript, nó giúp cho mình ngăn chặn cái sự kiện mặc định của một cái form hoặc là một phần tử bất kỳ. Ví dụ như mình có một cái thẻ A chẳng hạn. Bình thường các bạn hiểu là một cái thẻ A của mình á, khi click vào thẻ A nó phải nhảy sang một trang mới đúng không? Nhảy sang một trang đó là href chẳng hạn. Ví dụ là mình ghi là https://google.com chẳng hạn. Đây là link tới Google. Đó. Thì đương nhiên khi mình click một cái link này thì nó phải nhảy sang trang Google là điều hiển nhiên rồi đúng không chứ? Thì trong JavaScript để ngăn chặn được cái việc nhảy sang cái trang mới á, thì mình có thể vẫn gọi là ngăn chặn sự kiện mặc định ha, tại vì sự kiện mặc định của cái thẻ A là nhảy sang một trang mới. Sự kiện mặc định của cái form là gửi dữ liệu lên server. Vậy thì ví dụ đi, ở đây mình cũng có một cái on click handle click link chẳng hạn. Bây giờ mình muốn là trước khi mà nó nhảy sang trang mới á, thì mình phải làm một cái việc gì đó trước cái đã rồi mình mới nhảy. Hoặc là thậm chí mình có thể chặn luôn cái việc nhảy sang trang mới của người dùng cũng được, bằng cách là sử dụng biến event này nè. Và mình ghi là gọi tới cái hàm là prevent default, tức là dùng để ngăn chặn ha, dịch ra tiếng Việt gọi là ngăn chặn cái sự kiện mặc định của phần tử.
tìm yêu. Thì sự kiện mặc định của thẻ A là nhảy sinh trang mới đúng không? Bây giờ mình sẽ thử nè. À, mình sẽ console chung lốc ở đây ha. Console chung lốc ở đây. Đây là cái hàm handle click link. Lưu lại. Rồi, thử nè. Các bạn thấy này, khi mình click một link này á, nó không có nhảy sang trang mới đúng không? Nó chạy cái hàm rồi thôi chứ nó không nhảy sang trang mới. Đó, nó không nhảy sang trang mới. Vậy thì giả sử trong cái hàm này mình xử lý bất kỳ cái gì đó ha. Sau này cái logic logic gì đó bất kỳ đây. Mình làm gì đó không biết. Tùy vào cái logic, tùy vào cái yêu cầu của cái bài toán. Thì sau cái xử lý xong rồi á, thì mình mới bắt đầu nhảy trang. Thì khi bắt đầu nhảy trang thì mình có thể nhảy trang bằng cách là sử dụng cái biến window .location.href chẳng hạn. Đây là ví dụ thôi nha. HTTPS hay chấm xuyên xuyên. Hoặc là mình khai báo href như vậy nhưng mà mình có thể nhảy sang Facebook cũng được. Lên lại này. Đây, bấm vô đây. Đó, thì nó nhảy sang trang Google. Hoặc là mình có thể cho nó nhảy sang trang này cũng được nha. Copy cái link này. Mặc dù mình khai báo href là Google nhưng mà mình có thể điều hướng lại cái link nó sang trang Double School. Link này. Đó, thấy không? Nó sẽ nhảy sang trang Double School. Thì mọi thứ mình đều điều khiển bằng JavaScript hết ha. Nó là ngôn ngữ lập trình mà, cho nên nó có thể làm rất nhiều thứ. Thì đây là một cái ví dụ để mình giải thích về cái prevent default thôi. Thì trong cái form này á, mình không muốn nó gửi dữ liệu thông qua form. Mình muốn dừng lại để mình xử lý một cái logic nào đó. Mình lấy dữ liệu đó ra để mình hiển thị xuống bên dưới. Thì chỗ này tương tự thôi, mình cũng gọi cái hàng là e.prevent default. Rồi mình sẽ console như lúc đây ha. Run handle submit form. Ok. Rồi, bấm lại nút xác nhận này. Thì các bạn thấy là để mình xóa này đi ha, xóa này đi, enter. Dừng lại. Rồi, bấm vào nút xác nhận thì nó đã chạy được cái hàm của mình rồi, nhưng mà nó không có nhảy sang một trang mới. Đó là tác dụng của cái hàm event.prevent default. Vậy thì bây giờ từ cái biến event này nè, để có thể truy xuất được những cái phần tử của cái form rất là đơn giản, mình chỉ cần ghi là event.target.element. Rồi, run lại. Bấm xác nhận này. Ok, event.target.element nó báo lỗi ở đây là undefined. Để mình kiểm tra lại ha. Cái chữ target mình viết sai này. Target. Rồi, run lại. Xác nhận. Đó. Thì cái event.target.element thì ở trong đây nó sẽ khai báo cho mình tất cả các phần tử ở trong cái form đó, bao gồm những cái ô input nhập liệu hoặc là những cái input, những bút tông. Thì trong đây mình có một cái ô input này, một cái bút tông, rồi có len bằng 2. Ngoài ra mình còn có thêm một cái thuộc tính là category, các bạn thấy không? Đây. Thì category này chính là gì đây? Chính là cái name của cái ô input đúng không? Đây này. Chính là name của cái ô input. Vậy thì mình thấy đây là một object nha. Đây rõ ràng là một object. Rõ ràng là một object. Object này là object HTML form control collection của JavaScript ha. Thì object này mình hoàn toàn có thể chấm tới những cái thuộc tính bên trong. Thì từ cái element này này, mình có thể chấm tới là category. Rồi, bấm lại lần nữa. Đây. Vậy thì khi mình chấm tới category chính là cái ô input ở đây nè. Thì trong tay mình đã có ô input rồi, đây chính là cái kiến thức về JavaScript đâm ha. Trong tay mình đã có ô input rồi thì để lấy cái dữ liệu này ra rất là đơn giản. Mình chỉ cần ghi là event.target.element.category và mình chấm tiếp tới một thuộc tính có sẵn của nó chính là value. Rồi thử lên lại này, bấm xác nhận. Đó. Hiện tại mình chưa nhập gì cả đúng không? Chưa nhập gì cả cho nên nó sẽ là rỗng này. Bây giờ mình sẽ nhập thử đi. Phi hình sự. Xác nhận. Đây mình sẽ lấy được cái là phi hình sự ra này hoặc là phi hoạt hình. Bấm xác nhận. Mình cũng lấy được cái giá trị là phi hoạt hình. Vậy thì khi trong tay mình đã có giá trị rồi, mình chỉ cần thêm nó vào trong cái mảng thôi đúng không? Chỉ cần thêm nó vào trong cái mảng thôi. Vậy thì đây, thêm nó rất đơn giản, ví dụ mình có một cái array, array rộng chẳng hạn. Thì muốn thêm một phần tử vào thì mình chỉ cần gọi là array.push và thêm một phần tử mới vào đây thôi. Thì lúc này cái array của mình nó sẽ có thêm phần tử mới. Đó, tương tự. Vậy thì chỗ này mình sẽ push cái dữ liệu mới vào category.push thêm cái dữ liệu ở đây.
và mình sẽ kiểm tra thử ha, kiểm tra thử cái category mới là bao nhiêu. Rồi đây mình ghi là phim hình sự, bấm xác nhận. Đây cái mạng mới của mình đã có được cái phim hình sự rồi. Tương tự mình ghi là phim hoạt hình, bấm xác nhận. Đây mạng mới của mình đã có phim hoạt hình. Tuy nhiên có một số cái logic nó hơi sai sai, đó là khi mình đã bấm xác nhận rồi đó, thì mình muốn cái chữ cái dữ liệu đây nó phải biến mất nè, tức là nó quay trở lại trạng thái cũ bằng rỗng ha, mất đi nè. Hoặc là mình chưa có kiểm tra xác nhận một cái lỗi nữa, đó là mình bấm xác nhận thì chỗ này mình phải kiểm tra xem nó có bị rỗng hay không ha. Nếu nó khác rỗng thì mình mới cho phép bỏ vào trong đây, hoặc là có dấu cách chẳng hạn. Đây là những logic liên quan khác thôi, bấm xác nhận nó thì mình cũng phải remove đi hết những khoảng cách này. Vậy thì để remove đi những khoảng cách rất là dễ, trong JavaScript mình có một cái hàm gọi là hàm trim. Ví dụ mình có một cái chuỗi như này, cách ABC này, cách từ cái chuỗi này mình gọi tới hàng là trim, nó sẽ cắt, nó sẽ gọt hết tất cả những khoảng trắng thừa ở hai đầu ha. Đó. Vậy thì mình sẽ kiểm tra cái logic ở đây. Nếu như mình gọt hết khoảng trắng thừa ở hai đầu rồi á, mình sẽ khai một cái biến let ở đây này, text. Text của mình lấy được chính là bằng cái giá trị này chấm tới trim. Trim là một cái method của chuỗi ha. Rồi mình sẽ kiểm tra thôi. Nếu như mà cái text này á, nó mà khác khác rỗng đúng không? Khác rỗng thì mình mới push vào. Còn không thì thôi, không push ha. Rồi thử lên lại xem. Mình nhập là cách xác nhận thì nó chỉ còn, nó vẫn là phim hoạt động thôi. Hoặc là cách mình dịch nhập là ABC xong bấm cách thêm một cái nữa. Bấm xác nhận thì lúc này nó sẽ là ABC đây. À vậy thì giá trị đây mình cũng muốn gọt luôn cái dòng, gọt luôn khoảng trắng này. Vì ở đây mình thay vì mình truyền vào cái e.target.event.category.value á thì mình sẽ truyền vào đây cái text ha. Cái text là cái mình đã gọt rồi đúng không? Mình đã gọt giũa hai bên rồi. Rồi bấm run lại thôi. Xác nhận, đó, nó vẫn như cũ nè. Mình bấm phim hình sự, bấm xác nhận. Đó, rồi mình bấm cách ra, phim hình sự có cách ra. Bấm xác nhận thì nó cũng gọt cái khoảng trắng cho mình. Vậy thì còn một cái tác vụ nữa mình cần phải giải quyết, đó là mình phải reset lại này đúng không? Remove nó về rỗng. Remove nó về rỗng. Thì remove về rỗng cũng rất đơn giản thôi. Sau khi mà mình đã push xong rồi á, thì mình lại lấy cái dòng này, lấy cái biến này, mình gán nó bằng rỗng thôi là xong. Gắn mình rỗng là xong. Rồi thử lên lại này, thêm vào đây là thêm vào phim hình sự, bấm xác nhận, đó nó sẽ remove hết luôn về rỗng. Mình bấm phim hoạt hình, bấm xác nhận đó. Rồi lỡ đâu mình gọi lại cái dòng, gọi lại chữ là chữ phim hoạt hình chẳng hạn, bấm xác nhận thì các bạn thấy là cái dữ liệu này bị lặp lại đúng không? Thì mình cũng có thể kiểm tra xem cái dữ liệu này nó có trùng hay không ha. Nếu trùng rồi thì thôi không cần thêm nữa. Vậy thì đây mình có thể dùng cái, giả sử mình có một cái mảng như này, array bằng, tức là abc phẩy df, mình muốn kiểm tra xem cái abc nó có tồn tại ở trong mảng hay không, thì mình sẽ dùng một cái hàm, đó là hàm index of của array. Đây array chấm index of này, vậy thì mình sẽ kiểm tra như này, mình ghi là array chấm index of. Index of của cái gì? Của cái chữ cái ABC. Thì cái hàm này nó sẽ trả về vị trí xuất hiện đầu tiên của cái chữ này trong array. Vậy thì này nó xuất hiện ở vị trí 0 nè. Tương tự ví dụ mình ghi là def đi. Nó xuất hiện ở vị trí 1 nè. Rồi mình thử search một giá trị không hợp lệ đi. Nếu như nó là không hợp lệ, không giống thì nó sẽ trả về cho mình là trừ 1 ha. Nó sẽ trả về cho mình là trừ 1. Vậy thì mình sẽ kiểm tra xem cái dữ liệu mới mình muốn thêm vào á, nó phải bằng trừ 1, tức là nó không hợp lệ, nó không có tồn tại trong cái mảng thì mình mới push vào. Đơn giản như thôi. Ở đây thì trong code mình sẽ viết như này. Và này. Và cái gì? Và cái category chấm index of. Index of cái đoạn text á nó phải khác trừ 1 ha, à nó phải bằng trừ 1. Hoặc là nó bé hơn 0. Bé hơn 0 tức là bằng trừ 1 đó. Bé hơn không tức là cái đoạn text này nó không tồn tại ở trong category. Khi nó không tồn tại trong category thì mình mới có thể push vào. Vậy thôi. Rồi, bấm ví dụ mình ghi là phim hình sự đi. Xong rồi mình gõ lại cái dòng là phim hình sự. Thì các bạn thấy nó vẫn như vậy đúng không? Nó vẫn như vậy nè. Nó đâu theo gì đâu. Đó.
Nhưng mà đây mình thấy cái chữ này nó cũng không có thay đổi gì đúng không? Vậy thì chỗ này mình sẽ đưa cái dòng reset ở bên ngoài luôn. Bất kể khi nào thì mình cũng reset vào đây. Đó. Còn nếu như mình muốn báo lỗi cho người ta biết đó, thì mình sẽ kiểm tra riêng cái trường hợp này ra. Kiểm tra riêng cái trường hợp này. Nếu này, nếu như cái này mà bé ăn không thì mình mới xử lý. Ngược lại mình sẽ báo, gửi cái thông báo cho người ta biết thì tạm thời mình ghi là alert đi. Dữ liệu nhập vào bị trùng chẳng hạn. Rồi, thử lại ha. Chọn vào phim hình sự. Xong chọn lại là phim hình sự. Vá lỗi này, dữ liệu nhầm vào bị trùng này. Đó, vậy thôi. Thì ở đây mình đã coi như mình đã thêm được dữ liệu vào rồi ha, thì tí mình sẽ có một cái cách để mình render dữ liệu ra.